Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương khiến lượng người đổ về các tỉnh Tây Nguyên qua chốt kiểm soát trên đường DT741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trở nên quá tải. Để vừa đảm bảo lưu thông, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước đã dùng các xe chuyên dụng dẫn dắt hàng ngàn xe ô tô, xe máy từ chốt kiểm soát giáp ranh giữa Bình Phước, Bình Dương đến chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Đắk Nông trên tinh thần không để các phương tiện dừng đổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo ghi nhận, trong 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội, mỗi ngày có từ 2 đến 3 lượt dẫn dắt với số lượng hàng nghìn phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước về địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 16, mỗi người cần ý thức tốt, khai báo y tế trung thực, giúp lực lượng chức năng kịp thời truy vết ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan vào Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên khi liên tục di chuyển từ các địa phương đang có dịch phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để về nhà.